Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban rất vui được có mặt tại Vinhome Riverside ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Thì Ngọc Gia Ban tới đây và đang trong cái quá trình mang những chiếc ghế massage nội địa Nhật tới tay của khách hàng. Và hôm nay Ngọc Gia Ban giao chiếc AS 2100 mới tinh nguyên thùng cho anh Nguyễn Bách. Như các bạn cũng đã thấy, đây là một trong những cái căn biệt thự rất là đẹp. Thì những cái khách hàng thường vẫn hay hỏi Ngọc Gia Ban là thường thường ghế massage này thì là ghế đã qua sử dụng thì thường bán cho những người ít tiền có phải không? Nhưng thực sự thưa với các bạn là những chiếc ghế massage dù đã qua sử dụng nhưng giá trị của nó thì cũng vẫn còn rất là cao, nên là thực ra thì ai cũng có thể mua được từ phân khúc trên 10 triệu đồng cho đến hơn 100 triệu đồng. Những chiếc mới tinh như này thì chắc chắn rồi, nó là những mẫu đời cao nhất và là những cái mẫu hiện tại đang là cao tiền nhất ở Ngọc Gia Ban cũng như ở tất cả mọi nơi, kể cả ở bên Nhật. Thì ngày hôm nay Ngọc Gia Ban rất là vui được có mặt tại nhà anh Bách, và anh em Ngọc Gia Ban đang trong quá trình bóc hộp ra và cùng anh để có thể rằng là ráp lên chiếc ghế và đưa nó về cái vị trí mà anh mong muốn nhất. AS 2001 thì cũng chia sẻ với các bạn đó là một trong những bản cao cấp nhất của Furikyo tại thời điểm hiện tại, date 2021 2022. Nó là một trong những cái mẫu mà Furikyo đã tích hợp thêm tính năng trí tuệ nhân tạo, con lăn lòng bàn chân và công nghệ AI rất là cao cấp rồi. Và hôm nay anh Bách cũng đã xem kênh của Ngọc Gia Ban và anh chốt rất là nhanh, chỉ vài cuộc điện thoại anh hỏi Ngọc Gia Ban tư vấn là anh đã chọn mua ngay, và rất cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng, bởi vì thực sự để có thể là mang tới những chiếc ghế giá trị như này tới tay khách hàng thì thực sự là phải có một cái niềm tin rất lớn, nên anh cũng chia sẻ luôn là anh mong muốn làm sao có thể bảo hành cho anh thật là tốt cùng những cái chế độ hậu mãi khiến anh an tâm nhất, và điều đó chắc chắn là Ngọc Gia Ban sẽ luôn luôn cố gắng làm thật tốt. Cảm ơn anh và gia đình đã luôn luôn ủng hộ và tin tưởng Ngọc Gia Ban. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe.